Sinh nhật của anh Đường Kha cũng như là sinh nhật của Tâm, xin chúc mừng sinh nhật của hai người và một lần nữa mời quý vị cùng nghe nhạc của Trâm Anh cùng Đường. Chị nhỏ. Chị nhỏ hả? Thiệt không? Wow. Sao Dũng có hai bình giang ở trước rồi? Anh trai Dũng chịu chơi đấy hả? Rất là dễ thương. Anh trai Dũng đi chơi với em Út có lúc nào cũng là đang sự vui vẻ hết trơn á. Rất là dễ thương. Anh trai Dũng luôn luôn rất thương quý các em đúng không? Niềm vui khi xưa vẫn đây. Sao mình hoen thay bóng dáng người mình ngày nào đâu thấy. Khi xưa nơi đây bóng dáng hơi gầy theo mà hát ca. Giờ đây hôm nay sống quay đang xa cô đơn từ bao giờ. Tội thôi chứ còn ba.